hướng dẫn bốc lại bát hương thần linh thổ công cuối năm đúng và đầy đủ nhất. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh chia sẻ những thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và tâm linh hàng đầu tại Việt Nam, được sự tư vấn trực tiếp từ thầy Gia Cát và các thầy trong phong thủy Hiệp hội Tâm linh Việt. Hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ gửi đến quý vị và các bạn video hướng dẫn bốc lại bát hương thần linh, thổ công, cuối năm đầy đủ và chính xác nhất. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Như quý vị đã biết, việc thờ cúng gia tiên, thần linh là truyền thống lâu đời của dân tộc ta, được lưu truyền từ ngàn đời nay, là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây vẫn được dùng để giảng dạy con cháu. Các thế hệ đi sau ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, của gia tiên, tiền tổ. Hãy cùng xem những chia sẻ sau đây để hiểu cách bốc bát hương, thổ công. Thổ công hay còn được gọi với cái tên gọi quen thuộc khác là thổ địa hay thổ thần. Ngài là một vị thần trong tín ngưỡng châu Á, có tác dụng giúp cai quản, bảo vệ đất đai, vườn tược của gia đình. Theo người xưa kể lại thì thổ công rất thích chơi đùa với trẻ con và đặc biệt là thích ăn. Dân gian ta vẫn có câu đất có thổ công, sông có hà bá, nghĩa là trong một phạm vi nào đó thì ở đó sẽ có vị thần cai quản tương ứng. Cần phải thờ thổ công trong nhà vì ông là người cai quản đất đai, sự an ổn, giúp xua đuổi tà ma, không cho âm hồn vào trong nhà gây xáo trộn. Vì thế mà mỗi khi gia chủ có ý định làm những việc đụng chạm đến đất đai như xây nhà, đào ao, đào giếng thì cần phải cúng thổ công để làm lễ động thổ. Vị trí đặt bát hương thần linh thổ công trên bàn thờ gia tiên. Bát hương thần linh thổ công nằm chính giữa hai bát hương bà cô tổ và bát hương gia tiên, hoặc đặt ở miếu thần linh. Để chuẩn bị cho việc bốc bát hương thần linh, ta cần những vật phẩm sau: cốt thất bảo, phải là cốt thất bảo chuẩn, gạo vàng thần tài, cho nếp, ngũ vị hương, trầm, bật lửa, rượu trắng, hương, hoa, trà, đồ lễ, cụ thể như sau: gà luộc 1 con, 1 đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, 1 đĩa bánh bao chay, 5 hoặc 15 chiếc, 1 đĩa chè, thuốc, trầu cau, 1 mâm cơm, canh, xôi 2 đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, hoa, 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, 1 đèn dầu, 2 cốc nến hoặc cây nến. Đồ mã gồm có 5 đinh tiền vàng, bộ quần áo ông bà tiền chủ, hậu chủ, 2 vàng hoa đỏ đại, 2 vàng ngũ phương, 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cần chuẩn bị thêm hương, trung lệnh, trung hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị đồ lễ xong, ta tiến hành bốc bát hương cho ban thờ thần linh, gia tiên, thờ hai bát hương. Để việc bốc bát hương được hanh thông, thuận lợi, ta cần chuẩn bị những vật phẩm: thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương, cho nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm sông, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian, tượng trưng cho tinh khí của đất trời hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau: vàng, ngũ hành thuộc kim, là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an và tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim, là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phác, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất giữ linh khí của mộc được tôi luyện nên nó có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc, là báu vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực, quý phái, đem lại may mắn và bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà, thanh tịnh. Đá mã não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là một dạng khác của đá thạch anh nên mã não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hưng thịnh. Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy,
là một trong những báu vật kết tinh của biển cả bao la, có màu ngũ sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc, may mắn. Ngoài ra, trong gói thất bảo của phong thủy Gia Cát còn có thêm chỉ ngũ sắc theo sự tư vấn của thầy Gia Cát. Sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng của bát hương. Gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành thuộc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kết tài, vậy nên đây là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kết tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Ngũ vị hương là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao sái bát hương cũng như bàn thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế xông khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao sái bát hương, lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ, thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho bàn thờ của bạn. Từ di hiệu. Từ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán nôm đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát cung cấp đã có kèm tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. Giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một mặt trắng kim, màu vàng, chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết, nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc giấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được phong thủy Gia Cát gửi kèm trong bộ gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh, là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. Trầm sông. Gỗ trầm hương làm thác khói với hương thơm đặc biệt vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, uế khí trong nhà. Ngoài ra, sản phẩm này còn giữ cân bằng, vì vậy mà thác khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng khí, góp phần làm gia tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí, tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên bàn thờ. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khấn bốc bát hương. Nhưng tài liệu này đã được phong thủy Gia Cát gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉnh và chính xác. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc bát hương, ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo quy trình. Bát hương thần linh thổ công ghi phụng thờ thần linh thổ điện chư vị tôn thần hoặc ghi phụng thờ định phúc táo quân chư vị thần linh. Ghi xong di hiệu, ta tiến hành làm theo các bước sau. Bước 1, sàng cho, chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu, bật lửa, hương, nhang. Bước 2, sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm, toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương. Khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và phong thủy Gia Cát có gửi kèm theo hướng dẫn. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang có ánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3, gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà phong thủy Gia Cát gửi cho các bạn có kèm theo hai tờ di hiệu và tờ giấy trang kim, một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của phong thủy Gia Cát đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn, đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn, đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4, khi đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương khoảng 1/3 gói. Tiếp theo, chúng ta gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sau đó đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng 1/4 bát hương, ta dừng lại rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài
đều trên bề mặt cho bếp. Tiếp đến lại bốc cho vào bát hương. Khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo lắng cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi sâm trồng xong không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5, vệ sinh sạch sẽ bát hương và sông trầm, tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương cho nếp, có thể làm bẩn bát hương, quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch sẽ, nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn để nụ trầm mà phong thủy gia cát gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để sông khí, tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên bàn thờ và cắm hương. Sau khi bốc xong bát hương thủ công, ta tiến hành dâng bát hương thủ công lên bàn thờ. Tùy vào vị trí thờ cúng mà bát hương thủ công được đặt khác nhau với bàn thờ ba bát hương, thì bát hương thủ công nằm ở giữa hai bát. Với bàn thờ thứ hai bát thì bát thủ công nằm ở đằng sau. Tùy theo cách sắp xếp và bàn thờ mà ta đặt bát hương thủ công ở vị trí hợp lý theo bố cục phong thủy. Sau khi an vị bát hương, ta tiến hành thắp hương. Ta cắm 5 que hương theo thứ tự sau. Que 1 ở giữa, que 2 ở phía sau bên phải, que 3 ở phía trước bên phải, que 4 ở phía sau bên trái, que 5 ở phía trước bên trái, như hình ở trên màn hình. Quý vị hãy chụp lại để tránh bị nhầm lẫn. Sau khi thắp hương xong, ta tiến hành đọc khấn theo bài văn khấn mà kênh phong thủy Gia Cát đã gửi kèm quý vị. Khấn xong chờ hương cháy hết, hóa vàng mã, hạ đồ lễ. Như vậy, phong thủy Gia Cát đã hướng dẫn quý vị xong cách bốc lại bát hương thần linh thổ công cuối năm. Hy vọng qua video chia sẻ của thầy Gia Cát cùng đội ngũ, quý vị hoàn toàn có thể tự làm được mà không cần nhờ đến thầy, gây mất chi phí. Trong quá trình bốc bát hương, nếu có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng kênh Phong thủy Gia Cát. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!